Tiêu Chiến và Dương Tử thật sự rất xứng đáng được ông trời lựa chọn, đôi khi sự trùng hợp ngẫu nhiên của hai người thật sự là một sự sắp xếp ngẫu nhiên hoàn hảo nhất trong giới showbiz. Thật khó có thể tìm được cặp đôi thứ hai như vậy. Sau đó, hai người họ đã bị thu hút bởi nhau, cho dù đó là sử dụng cùng một biểu tượng cảm xúc hay hát cùng một bài hát ở nơi công cộng, nó ngày càng trở nên phổ biến. Mặc dù anh Tiêu Chiến thích màu đỏ, nhưng là một thiên bình, màu hộ mệnh của anh ấy là màu tím, trùng với màu may mắn của em gái Dương Tử. Không chỉ vậy, anh Tiêu Chiến từng hai lần liên tiếp đạt danh hiệu Nam Vương trên Weibo đều được định sẵn để chiến đấu cùng nhau bằng độ nổi tiếng và sức mạnh vượt trội của mình. Dù trong vở kịch hay ngoài đời, Tiêu Chiến và Dương Tử đều giống như thần tượng, nam nữ chính trong vở kịch rất xứng đôi vừa lứa về ngoại hình và chiều cao. Tiêu Chiến, thần tượng đẹp trai nhất châu Á Thái Bình Dương, có những nguyên tắc riêng đối với mọi người và mọi việc. Anh ấy là một người thích trang phục màu đen và trắng, và người mà anh ấy thích nhất sẽ dành sự dịu dàng vô điều kiện ở mọi lúc. Những câu chuyện xảy ra trên sân thượng trong quá trình quay phim của Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đã khiến vô số người hâm mộ mê mẩn. Một lần trong giờ nghỉ giải lao, em gái đưa bình nước giữ nhiệt của mình cho anh Tiêu Chiến uống. Sau khi Tiêu Chiến uống xong, người em thân mật đóng nắp lại, nụ cười trên khóe miệng của cô em gái bên cạnh anh như trực trào ra. Chính những chi tiết nhỏ này là những chi tiết cảm động nhất. Nhìn lại anh trai Tiêu Chiến và các chị em gái, những số phận tuyệt vời đó thật sự rất đáng tiếc. Và trong 3 năm qua, sự trùng hợp siêu hình giữa Tiêu Chiến và Dương Tử có rất nhiều. Từ cử chỉ kính viễn vọng khi quay Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, hai người họ thường xuyên làm những cử chỉ khác nhau vào những dịp khác nhau, và nó vẫn trở thành mật mã bí mật độc quyền của họ. Anh Tiêu Chiến và Dương Tử cũng đã hát cùng một bài hát trong một thời gian dài, và ngay cả danh sách phát cũng được lặp đi lặp lại rất nhiều. Và cơ duyên của hai anh em tất nhiên còn hơn cả một sự tình cờ. Tôi nhớ rằng vào một tháng trước khi kết thúc quay phim, hai người họ đã cùng nhau tham gia vào bữa tiệc dành cho 4 người của Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Cảnh đó là nơi anh Tiêu Chiến nói cảnh làm quen đầu tiên nổi tiếng tương tự như một bữa tiệc tối. Đó là sự khởi đầu của lần đầu tiên làm quen giữa anh và Dương Tử. Anh Tiêu Chiến giống hoa hướng dương hơn. Nó đang phát triển khi đối mặt với ánh nắng mặt trời. Theo đuổi những điều đẹp đẽ là lòng tốt của mỗi người có tấm lòng cao đẹp. Ngày 8 tháng 7 vừa qua, dư vị ngọt ngào của Dương Tử và Tiểu Chiến vẫn chưa tan. Thấy rằng Dương Tử sẽ luôn là một cô bé dễ thương của Tiêu Chiến, và khuôn mặt của cô ấy nhỏ nhắn của cô ấy được trang điểm bởi tình yêu đầy ngọt ngào của anh ấy. Hơn nữa, gần đây Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn với những cảnh hậu trường. Các cư dân mạng đã tìm ra được một chi tiết về cặp đôi này, thật sự quá tuyệt. Đó là Tiêu Chiến và Dương Tử đã mặc áo đôi. Cả hai đều mặc chiếc áo phông ngắn tay, trước có in hình con nai và ngơ ngác. Thật sự quá tuyệt vời. Video này được chia sẻ tại đây. Nếu các bạn thấy thích thì share video và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn mọi người.